Chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về cái function ngắt ở trong cái MPLAB XEDA này. Thì chắc chắn rồi, sẽ mỗi cái phần mềm sẽ có mỗi cái kiểu function khác nhau đúng không? Đối với phần mềm này thì nó sẽ là như kiểu như này, còn đối với lại những phần mềm khác thì nó lại gọi là khác. Thì khi mình dùng cái phần mềm này thì mình cần phải hiểu được cái tên function này. Cái đống này thì khi mà mọi người làm với những cái dòng 32 bit ấy, thì mọi người sẽ hiểu sâu hơn. Ví dụ khi có một tín hiệu ngắt xảy ra, đúng không, cờ ngắt xảy ra này, thì nó sẽ làm gì này, nó copy vào trong stack này, hoặc là sau đó là nó dăm đến chương trình ngắt này, rồi nó làm cái gì đấy này, thì mình cũng đã share hết rồi. Như cái dòng 32 bit, dòng A32 bit share cực kỳ sâu về cái phần về ngắt này rồi. Nhưng mà đối với những cái dòng mà 8 bit như PIC này thì mình nghĩ là cũng không cần phải quá sâu về nó. Mọi người sẽ hiểu được là ngắt là làm nào, ngắt nó thực hiện như thế nào, đúng không? Khi có một cái chương trình mà đang chạy bình thường thì tự nhiên có một cái ngắt xảy ra thì nó sẽ dăm vào chương trình sử dụng ngắt của mình. Thực thi xong function ngắt, sau đó nó sẽ là quay lại cái vị trí mà nó đã ra vào ngắt, đúng không? Nó thực hiện tiếp công việc của mình. Đấy. Thì ở đây mình sẽ quan tâm là function ngắt, đúng không? Đây, tại sao lại là trừ trừ này, đúng không? Thì khi mọi người cài cái compiler, mình cài ở program này, microchip này, XC8 này, thì mọi người vào đây, ở trong đây nó có một cái tài liệu doc đây, user guide do PIC này. Rồi. Thì chắc chắn bất cứ cái nào nó compiler hoặc là cái idea nào cũng đều có một cái user guide, mọi người nên đọc nó, bởi vì mình cũng không biết, thực tế là mình không biết mò cái này ở đâu, đúng không? Mới đầu mình không biết tìm ở đâu thì mình cũng phải mò vào đây mà mình xem họ đã gọi phần ngắt kiểu gì. Đấy, mình gọi theo thôi. Thì ở đây họ có một cái sample của cái function ngắt của họ đây. Thì mình làm theo cái sample của họ thôi. Đây. Ví dụ có ở trong đây có hai cái timer, đúng không? Timer 0 và timer 1. Đây thì họ sẽ ví dụ như thế này. Đấy. Đấy thì mình dựa vào đây và mình làm giống hệt như thế này. Đấy. Là giống hệt này thì ở đây mọi người chú ý là ở đây nó sẽ có một cái là high priority, đúng không? Ngắt nó sẽ có một cái kiểu là priority, tức là độ ưu tiên của ngắt. Giả sử là giả sử mình dùng hai ngắt đi, hoặc nhiều hơn hai ngắt, mà lại có cái giả sử là có cái ngắt xảy ra đồng thời nhau, ví dụ hai ngắt cùng xảy ra một đồng thời, thì cái nào ưu tiên trước thì nó sẽ thực hiện trước, cái nào ưu tiên thấp hơn thì nó sẽ thực hiện sau. Thế nên là tại sao lại có high priority và ở đây thì nó sẽ có là mình có thể search cái đây này. Đây, low priority. Đấy, nó sẽ có hai cái đấy, mình chọn là high priority và low priority. Tức là 2 tức là cao ấy, tức là nếu mà hai ngắt xảy ra đồng thời với nhau, đúng không? Đồng thời nhau thì thằng nào cao thì thằng nó chui vào trước, còn thấp thì nó sẽ vào sau. Đấy. Hoặc có thể là low này. Đấy, có thể chạy bình thường, đúng không? Và cái này là cái tên bất kỳ thôi, mọi người thích đặt tên thì đặt tên function ngắt của mình. Thì ở đây nên đặt là như thế này thì mình sẽ nhìn nó trực quan, đúng không? Ngắt của timer 0. Đấy. Mọi người có thể là đối với những cái ngắt khác thì nó đều gọi như thế này, đều gọi giống hệt, đúng không? Mình có thể là viết mỗi từ ISR thôi, chẳng hạn. Sau đó ví dụ nếu mà mình làm cái ngắt khác thì mình sẽ íp cái cờ ngắt, đúng không? Giống như ở ví dụ lúc nãy.
Đây, low priority này. Assign đến low priority hoặc là trừ trừ low priority đúng không? Hoặc là high priority hoặc trừ trừ high priority. Ở đây là một cái same function code nha. Phân chia đúng không? Ở đây là nó chung hai cái ngắt nó chung một cái function này. Còn mọi người có thể phân chia ra, đây. Phân chia ra tùy mọi người. Suộc là linked interrupt là quyết định suộc này. Đấy thì ở đây thì mình thích dùng kiểu này hơn. À, mình thích dùng kiểu này hơn. Cái này mình sẽ sau này ví dụ mình có một cái ví dụ làm hai ba cái ngắt đấy thì mình sẽ làm kiểu này hơn. Test thử nữa. Đấy, mình xin hết thì mọi người có bất cứ comment gì mọi người có thể comment bên dưới.